Chào anh em, chào các bạn nhá. Đấy, tiếp tục hôm nay thì bên Phạm Huấn mới về được một số cái đơn hàng đây. Đấy, một số con máy rất là đẹp luôn để phục vụ anh em các bạn nhá. Thì mọi nhu cầu mua sắm về dòng máy phát thì liên hệ trực tiếp đến em Phạm Huấn này. 0971160999 để được tư vấn này. Đấy, các cái dòng chạy dầu, chạy xăng, Sinawa. Đấy, rồi các cái dòng về các cái mẫu mã rất nhiều luôn, Denso, các thương hiệu. Anh em các bạn có nhu cầu về con nào cũng được, bên em xỉ lẻ toàn quốc. Đấy, rất là nhiều hàng phục vụ anh em khắp mọi miền Tổ quốc luôn nhá. Đấy, anh em các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn này. Zanma này. Đấy, 250VS này. Đấy. Rồi Sinewa này. Đấy, các cái dòng luôn nhá. Còn nguyên dây bóng luôn. Anh em các bạn có nhu cầu dòng chạy dầu, chạy xăng. Đấy, dòng giật, dòng đề. Đấy, vừa giật vừa đề. Đấy, Sinewa này. Anh em các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn này. Đấy, dòng 1 pha, dòng 3 pha này. Chuyên các dòng máy phát luôn. Đấy. Đây, dòng Denso 2006 này. Hàng rất là đẹp luôn anh em nhá. Đấy, còn nguyên đi. Mới kính cong luôn. Anh em các bạn thấy không? Đấy, 2,6 kg anh em chạy điều hòa 12.000 PTU này. Rồi nóng lạnh này, điện thắp sáng rất ok luôn. Cái phân khúc này thì dòng là dòng châu rồi. Bên em cũng bán rất là nhiều. Đấy, anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ.